Vậy bạn có biết tổ tiên của ChatGPT trông như thế nào? Năm 1950, có một người đã nghĩ ra một thứ gọi là The Turing Test. Đơn giản là nếu một cái máy nói chuyện với bạn và bạn không nhận ra nó là một cái máy thì có nghĩa là nó đã biết suy nghĩ. Và đó chính là Alan Turing. Nếu bạn xem bộ phim The Imitation Game, tạm dịch là trò chơi bắt chước, và có tên tiếng Việt mà tôi cũng không hiểu tại sao là người giải mã, nói về một ông rất là ngầu đã tạo ra một cái máy để giải mật mã của phát xít Đức, thì đúng rồi, đó chính là Alan Turing. Và cỗ máy đầu tiên có thể trò chuyện gần giống như một con người tên là Eliza được phát minh vào năm 1966. Mặc dù rất thô sơ, nó đã có thể trả lời và đánh lừa rất nhiều người bằng cách là dùng một thuyết tâm lý học, cố gắng hỏi người dùng nhiều câu hỏi hơn và trả lời họ bằng cách là chuyển câu hỏi ngược lại cho người dùng. Và một chatbot khác được ra mắt trong thời gian này là Perry, được tạo ra để mô phỏng bệnh nhân tâm thần phân liệt. Đơn giản là nếu nó muốn nói về trái táo và bạn muốn hỏi về trái chuối thì tôi chỉ biết táo thôi, không nói về táo thì chúng ta không phải là anh em. Nhưng thành công của chúng chỉ là đánh lừa mọi người bằng cách sử dụng điểm yếu của thử nghiệm. Mãi cho đến khoảng năm 2000 khi Alice ra đời. Alice hay còn viết tắt cho một cái tên rất là dài, đó là Artificial Linguistic Internet Computer Entity. Và mục đích của Alice sinh ra là để nói chuyện với bạn thông qua một số mẫu mà bạn đã nói và cung cấp cho nó. Giống như là bạn muốn nói về trái cây, hình tròn, màu đỏ thì khả năng cao là Alice sẽ nói chuyện với bạn về trái táo. Một kết bạn lớn nữa là đến năm 2010, năm ra đời của Apple Siri, một trong những trợ lý ảo riêng đầu tiên mà bạn có thể nói chuyện. Và lần đầu tiên trong lịch sử bạn có thể cầm điện thoại lên và nói: "Hey Siri, bây giờ là mấy giờ?" Và Siri sẽ trả lời cho bạn. Và từ năm 2010, rất nhiều công ty lớn cũng đã phát triển trợ lý ảo cho riêng họ, như là Google, Cortana của Microsoft, Alexa của Amazon, và dẫn đến cuộc cách mạng về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, đặt nền móng cho những AI chatbot hiện đại như bây giờ. Vậy AI chatbot ChatGPT đã tiến hóa như thế nào để trở thành ông lớn định hình thế giới ngày nay? Rất nhiều người biết ChatGPT ra mắt vào ngày 30 tháng 11 năm 2022, và chỉ trong vòng 5 ngày, chatbot đã thu hút hơn 1 triệu người dùng. Nhưng có thể bạn chưa biết, OpenAI, công ty chủ quản của ChatGPT, được thành lập vào tháng 12 năm 2015 bởi nhiều nhân vật nổi tiếng như Elon Musk, Sam Altman và nhiều chuyên gia về AI machine learning. Phiên bản đầu tiên GPT-1 giới thiệu vào tháng 6 năm 2018 và bao gồm 117 triệu thông số. GPT-1 đã thể hiện sức mạnh của Unsupervised Learning, hay còn gọi là học tập không giám sát, sử dụng sách làm dữ liệu huấn luyện và mục đích là để dự đoán từ tiếp theo trong câu. Về Unsupervised Learning, trong AI thì thông thường có hai cách để máy tính có thể học một thứ gì đó, đó là Supervised Learning và Unsupervised Learning. Nghĩa là một bên là có giám sát và một bên là không giám sát. Ví dụ, nếu bạn muốn một đứa trẻ biết 1 cộng 1 bằng 2 thì bạn sẽ phải dạy đứa trẻ, đó gọi là học có giám sát. Nhưng với học không giám sát thì sao? Bùm, đứa trẻ tự nhiên nó biết 1 cộng 1 bằng 2 bằng một cách thần kỳ nào đó. Và sau đó thì ChatGPT đã ra mắt phiên bản thứ 2 vào tháng 2 năm 2019, phiên bản thứ 3 vào tháng 6 năm 2020 và tạo ra huyền thoại cho đến ngày nay. Và tôi là Surreal, hy vọng sẽ gặp bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.